Đây, thành quả của mình các bạn ơi. Có điêu hồng nữa nha các bạn. Điêu hồng, tai tượng, cá tê, cá lóc nãy nhấp dính luôn. Rồi, cho luôn. Rồi, hello các bạn nha. Chào các bạn buổi sáng nha. Hôm nay mình tiếp tục đi câu đài các bạn ơi. Cũng là câu đài săn những cái ao quang, ao tự nhiên, ao bỏ lâu năm các bạn. Thì phía sau mình đó là một cái ao, cũng là ao bỏ quang các bạn, lâu rồi. Thì ở đây có rất là nhiều cá luôn. Thì mình cũng mới vừa đến thì mình cũng ra mấy cái thùng nè, rộng cần câu mà chưa có trộn mồi. Các bạn thấy không, đây là quang sơ lắm nè, cây cỏ lâm tầng. Thì mình ngồi trên thùng cắm cây dưới, mình sẽ câu cái ao này các bạn. Các bạn nhìn cái ao nè, ao này nó không có to nhưng mà nó có nước ra vô. Phía ngoài kia đó là sông Hàm Luông các bạn, cầu Hàm Luông mấy đó, nó cái cầu Hàm Luông mình thấy kìa. Đây, các bạn thấy không, đó cái cầu á. Xe chạy tới chạy lui nè, ngay đường dây điện ngay tay mình chỉ luôn á, là cái cầu đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn mồi để mình đánh các bạn. Mồi thì mình nghe nói ở đây có goofy thì mình sẽ đánh mồi goofy. Đây là cái mồi goofy mình làm sẵn rồi, mình trộn sẵn rồi. Thì thành phần thì cũng các bạn lên kênh Nhật Ký Cần Thủ á, mình có chia sẻ lên kênh á, các bạn vào phần mồi câu hướng dẫn nha. Thì còn có một miếng nè. Mình bây giờ mình sẽ trộn để mình đánh. Rồi bây giờ tao mồi thôi bạn ơi. Rồi bây giờ bắt đầu mình câu nha các bạn. Phao hơi cạn quá, canh phao lại bạn ơi. Cá tài tượng các bạn. Đây nha bạn.
cá tê mấy bạn ơi, bự nha, cá tê bự nha bạn. Còn ở đây nữa bạn ơi. Vậy chứ bây giờ thì cũng chiều các bạn ơi, nước cũng đầy, mình nghỉ các bạn ơi. Mình xin kết thúc clip nha. Mình cho các bạn xem cá của mình nha. Đây, thành quả của mình các bạn ơi. Có điêu hồng nữa nha các bạn, điêu hồng, tai tượng, cá tê, cá lóc nãy nhấp dính luôn. Rồi, cho luôn, cho cá luôn. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Cá tê bự ghê không? Những câu đây các bạn. Để đây. Để không cả.